Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có dịp ghé qua nhà một người anh thì có bày cá koi rất là đẹp. Thì không phải là một bên hồ bên đây mà có bên hồ bên kia nữa. Mình thấy đẹp thì mình chia sẻ lên cho cả nhà xem. Đây là giống cá bên Nhật rồi nhập về nguyên con. Rất là nhiều màu. Con này lên dãy à. Này lên dãy đẹp chưa? Biết thả tay xuống rác táp không trời. Nhiều màu ghê á. Giống cá này thì phải nuôi trong cái môi trường nước khá là nước lọc mới được. Nước lọc liên tục á. Rất là nhiều màu. Này lên dãy đẹp ghê. Nó dạng như giống kiểu dãy rồng đó. Giống con rồng đó. Cá chép thực chất mình nghĩ nó hiền. Cá không cắn tay đâu. Ở đây thì nó hơi là ồn do cái hệ thống xử lý nước, với lại nói chung là nó khá là ồn mà nghe em vui tai. Bên đây một hồ, bên kia một hồ nữa. Cái cá koi này thì rất là nhiều loại, mà cái loại này thì mình nghe ông anh nói là đâu 200-300 triệu một con á. Nghe hết hồn luôn. Nó bằng cỡ con cá mè mình hay câu á. Rất là đẹp. Để mình qua bên hồ bên kia mình quay cho cả nhà xem. Thì lúc nãy mình có qua bên kia mình quay cái hồ bên kia. Bây giờ mình qua bên hồ này. Hồ này thì do là ánh sáng vô được nhiều cho nên thấy cá rõ hơn. Các bạn thấy cá là rất là lớn nha, lớn lắm ạ. Tại vì nó bị nước, cái tay mình nó nằm cao hơn cho nên là vẫn chưa đúng cái kích cỡ của nó. Thì cá này thì mình cho ăn vào buổi sáng, cá koi này đầu còn lọc thì lọc cả ngày. Giờ này là bắt đầu nó đi ngoài nè, các bạn thấy nè, mấy cái lần cận là nó đi á. Giờ này bắt đầu nó đi à. Buổi trưa là nhìn thì nó đẹp hơn, nó không có mấy cái cận này, mấy cái phân của nó. Và cái này hình như hồi trước mình có coi một cái video nói về cái lúc mà người ta thu hoạch cái cá koi này ở Nhật á, là trên một cái ngọn núi á, đầu người ta vận chuyển xuống, bắt đầu người ta mang ra đấu giá. Thì giá những cái con cá koi này nó mắc lắm. Nó lên cả 200-300 triệu một con. Mình chỉ biết vậy thôi chứ còn mình cũng không có rành nữa. Đây là những cái con cá mà các bạn thấy hay được dẻ lên á. Thì cái con này hay được dẻ nhất nè. Tại vì nó lên cái sắc tố màu của nó rất là nhiều, nó đẹp. Còn nói về màu sắc thì nó đầy đủ hết, không có thiếu. Rất là nhiều. Thì cá koi mà khi mà mình nuôi ở trong hồ như này á thì nó không có sinh sản được hoặc là hiếm lắm. Nhưng mà khi mà nó ra lứa con thì nó cũng không có đạt nữa. Nó không giống như này. Tại vì người ta nuôi chuyên nghiệp á thì người ta sẽ biết cách ép giống. Còn mình nuôi mình thả như này nó tùm lum hết rồi. Nó không có đúng cái cách ép giống của người ta. Trên cái ngọn núi mà ở bên Nhật á, thì ở trên đó người ta có một cái hồ rất là lớn. Thì trên hồ đó người ta thả. Mà mình cũng chưa có coi, mình chỉ có coi cái phóng sự như vậy thôi. Còn cái cách thức của người ta thì người ta không có quay lên. Các bạn thấy đẹp không? Lúc mà những cái giống cá mà nó cái loại nó nhỏ hơn á, thì mình đưa tay như này thì nó sẽ lên nè. Còn giờ này có thể là buổi chiều,
hoặc có thể là cá này nó lớn, nó cũng không có ham hồ như là cá nhỏ. Mình ở trong đây mình thích cái con cá này nhất. Cái con cá này nhất nè. Các bạn thấy cái con cá nào đẹp nhất các bạn nhớ comment phía dưới nha. Thì cái video này thì mình chỉ là đi qua nhà ông anh chơi thì mình tiện mình quay lên để chia sẻ cho cả nhà xem thôi. Thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.